Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về một bài tập kế toán quản trị trong phần dự toán sản xuất kinh doanh. Ở đây người ta cho một đề bài có bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm X của một doanh nghiệp E và một số thông tin về định mức chi phí và tài liệu dự toán khối lượng sản phẩm tiêu thụ, dự toán sản xuất, dự toán chi phí, dự toán chi tiền và một số tài liệu khác. Người ta yêu cầu mình là lập dự toán gồm các dự toán tiêu thụ, sản xuất, chi phí nguyên vật liệu và mua nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, dự toán tiền, là bảng báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán. Rồi bây giờ mình sẽ đi lập bảng đầu tiên là bảng dự toán tiêu thụ. Trong bảng dự toán tiêu thụ thì mình sẽ lập hai dự toán là dự toán doanh thu và dự toán thu tiền bán hàng. Dự toán doanh thu thì mình sẽ lấy khối lượng sản phẩm tiêu thụ nhân với đơn giá khối lượng sản phẩm tiêu thụ. Đây là 15, 20, 25, 30 ngàn. Đây 15, 20, 25, 30 ngàn và cả năm là tổng 4 quý này lại. Đơn giá ở đây là sẽ là 80. 80 ngàn đồng trên một sản phẩm, mình lấy đơn vị tính là 1 ngàn đồng nên mình sẽ viết đây là 80 thôi. Doanh thu mình sẽ lấy khối lượng sản phẩm tiêu thụ nhân cho đơn giá, nó sẽ ra tổng doanh thu. Về lịch thu tiền bán hàng thì trong này thì mình sẽ thu, đầu tiên là mình sẽ thu ở trong cái năm trước. Bây giờ mình đang dự toán là năm x cộng 1 này, mình phải thu năm trước nữa. Năm trước là năm x, năm x đây, năm x là mình cần phải thu, cái khẩu mới thu là 364 ngàn. Mình sẽ viết ở đây là 364 ngàn. Về thu từ quý 1 bằng cách thu như thế nào thì trong đề người ta cho là sau khi người ta cho đơn giá bán như vậy rồi thì người ta cho phương thức thanh toán là 70% trả ngay bằng tiền mặt trong quý, số còn lại là trả hết quý sau. Đó, các bạn đọc câu đó là chắc chắn các bạn đã hiểu đúng không? Nên là 70% là thu ngay trong quý, tức là trên này mình dự kiến doanh thu của mình là 1 tỷ 200 triệu. Dưới này mình sẽ thu ngay lập tức là 70% của cái doanh thu mình dự kiến ở trên đó. Rồi xong qua đây là qua cái quý tiếp theo là mình sẽ thu tiếp là 30% mà cái mình của cái quý 1 đó. Rồi các bạn cứ tương tự như vậy, thu từ quý 2 là chỗ này thu tiếp là thu 70% nè, bên này là sẽ là 30% nè, các bạn nhìn lên đây nha, là 70%. Rồi tiếp tục ở thu từ quý 3 là 70% của D6 đó. D6 tức là doanh thu của quý 3 đó. Rồi tiếp theo đây là 30% của D6 là tức là 30% của doanh thu, tổng doanh thu của quý 3 đó. Rồi tiếp theo xuống đây là thu từ quý 4 là 70% của E6 này, E6 nè. Rồi tiếp theo là mình vẫn phải ghi ra một khoản phải thu nữa. Mình mới chỉ thu 70% thôi, mình phải thu ở đây tức là phải thu là 30% của E6, 30% của Q4 đó. Tại sao mình phải viết cái này, mình viết cái này để mình sau này mình làm cái bảng cân đối kế toán là phần học phải thu đó. Sau đó mình sẽ phân là tổng thu ở dưới này, tính toán là đơn giản thôi, các bạn để Excel nó tự làm với chính mình. Vậy tiếp theo mình sẽ đi tính bảng dự toán sản xuất. Dự toán sản xuất thì mình cần phải tính được khối lượng sản phẩm còn cho sản xuất, và để khối lượng sản phẩm còn cho sản xuất nó sẽ bằng khối lượng sản phẩm tiêu thụ cộng với lại khối lượng sản phẩm tồn của kỳ trừ cho tồn đầu kỳ. Khối lượng sản phẩm tiêu thụ các bạn có thể xem trong bảng dự toán tiêu thụ hoặc là xem trong đề bài người ta cho là quý 1 2024 cho mình rồi này. Về khối lượng sản phẩm tồn cuối kỳ trong đề người ta cho là mình là nhu cầu thành phẩm tồn kho cuối mỗi quý để xác định bằng 20% nhu cầu tiêu thụ của quý sau. Tức là khối lượng tồn của kỳ quý 1 bằng 20% của 20 ngàn, của quý 2 sẽ bằng tồn của kỳ của quý 2 sẽ bằng 20% của 25 ngàn, tồn của kỳ của quý 3 sẽ bằng 20% của 30 ngàn, tồn của kỳ quý 4 sẽ bằng 20% của khối lượng sản phẩm tiêu thụ của quý 1 năm x cộng 2, tức là cái năm tiếp theo đó. Năm x cộng 2 người ta cho khối lượng sản phẩm tiêu thụ là 18 ngàn, cho nên chỗ này nó sẽ bằng 20% của 18 ngàn. Và tương tự là của khối lượng sản phẩm tồn của kỳ của cả năm chính là của quý 4.
về khối lượng sản phẩm tồn đầu kỳ. Tồn đầu kỳ tức là mình sẽ lấy lại của cái tồn đầu kỳ của năm năm trước đó các bạn, năm ít đó. Trong này khối lượng thành phẩm tồn kho, đây thành phẩm tồn kho là 1.000 sản phẩm này. Nếu như mà người ta không cho số liệu này thì mình sẽ dựa vào cái số tiền thành phẩm là 62.400 này, 62 triệu 400 ngàn đó. Sẽ dựa vào số tiền đó mình chia cho chi phí sản xuất đơn Vậy vị, sẽ ra được cái thành phẩm tồn kho. Giá vốn đơn vị là cái giá vốn nó tạo ra một cái sản phẩm, gồm tất cả các chi phí nó tạo ra một sản phẩm đó các bạn. Các bạn có thể tính giá vốn đơn vị dựa vào các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công, sản xuất, dựa vào ba chi phí này. Rồi các bạn lưu ý cái chi phí sản xuất chung như là 40% biên phí trực tiếp đó, các bạn để ý cái chỗ này một chút xíu. Sau khi các bạn đã tính được tổng nó ra thì nó sẽ ra là 62,4 ngàn đồng cho một sản phẩm. Đây chính là giá vốn đơn vị. Thì các bạn sẽ tính lấy cái số tiền nó chia cho sở giá vốn đơn vị thì chắc chắn nó sẽ ra là 1.000 sản phẩm. Rồi tiếp theo là khối lượng sản phẩm tồn cuối kỳ của quý 1 là bằng tồn đầu kỳ của quý 2, 4.000 bằng 4.000, 5.000 bằng 5.000, 6.000 bằng 6.000. Và của khối lượng sản phẩm tồn đầu kỳ của năm nó sẽ bằng của quý 1, tức là 1.000 sẽ 1.000. Và sau đó các bạn khối lượng sản phẩm cần sản xuất là các bạn sẽ tính tổng lại, rất là đơn giản thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ làm bảng B là bảng dự toán chi phí mua nguyên vật liệu và dự toán lịch chi mua nguyên vật liệu. Đây, chi phí mua nguyên vật liệu mình sẽ cần tính đó là sẽ bằng khối lượng nguyên vật liệu cần sản xuất cộng cho khối lượng nguyên vật liệu tồn đầu kỳ trừ cho khối lượng tiền nguyên vật liệu tồn đầu kỳ, rồi sẽ ra được khối lượng cần mua, và lấy khối lượng cần mua nhân với giá mua sẽ ra được chi phí mua nguyên vật liệu. Khối lượng nguyên vật liệu cần sản xuất là nó sẽ bằng khối lượng sản phẩm cần sản xuất nhân cho và định mức lượng. Định mức lượng này đề bài là cho 2,5 kg này, khối lượng sản phẩm lấy 18.000 sản phẩm cần sản xuất nhân 2,5 chia được 45.000, là chính là khối lượng nguyên vật liệu cần cho sản xuất. Khối lượng nguyên vật liệu tồn cuối kỳ trong đề bài người ta, nguyên vật liệu tồn kho cuối mỗi quý được xác định bằng 10% của nhu cầu quý sau đây, tức là khối lượng nguyên vật liệu là 5.250 sẽ bằng 10% của quý 2 52.500, 6.500 sẽ bằng 10% của quý 3 65.500, 6.90% của quý 4 5.000, nó sẽ bằng 10% của kiểu quý 1 của năm tiếp theo, tức là năm X cộng 2, tức là bằng 10% của bằng 10% của khối lượng sản phẩm. Trong này người ta cho là khối lượng sản phẩm cần sản xuất là 20.000, tức là bằng 10% của 20.000 nhân với lại định mức lượng 2,5, đó tức là bằng 10% của tất cả 20.000, 2,5 nó sẽ bằng 5.000. Và khối lượng nguyên liệu tồn của kỳ nó sẽ bằng quý 4. Và khối lượng nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ người ta cho mình là 4.500 kg. Nếu không có số này thì các bạn về tính dựa vào lấy khối lượng nguyên vật liệu trong số tiền thu từ nguyên vật liệu là 13.500, người ta cho chia cho cái giá tiền là 3.000 đồng trên 1 kg của nguyên vật liệu, 3.000 đồng trên 1 kg nguyên vật liệu, nó sẽ ra được khối lượng nguyên vật liệu tồn kho là 4.500 chia cho 3.000 nè, đó sẽ tính tính là khối lượng nguyên vật liệu tồn là 4.500. Sau đó là khối lượng nguyên vật liệu tồn đầu kỳ của quý 2 là sẽ bằng của kỳ quý 1 5.250 bằng nhau là 6.500, 6.500, 6.900, 6.900. Và của đầu năm của cả năm của đây sẽ bằng với là của quý 1. Khối lượng nguyên vật liệu cần mua, khối lượng nguyên vật liệu cần mua sẽ bằng là khối lượng nguyên vật liệu cần cho sản xuất cộng cho khối lượng nguyên vật liệu tồn cuối kỳ trừ cho tồn đầu kỳ. Và sau đó mình sẽ nhân với đơn giá mua, nó sẽ ra là chi phí mua nguyên vật liệu. Và tính thêm một video này là chi phí mua nguyên vật liệu trực tiếp để mình tiếp tục làm trong cái bảng các bạn sau tiếp theo, tùy vào đề bài người ta cho thôi.
tiếp theo là dự kiến lịch chi mua nguyên vật liệu. Thì mình có chi trả nợ cho năm trước là tức là năm X nè, phải trả là 54.000, đây viết ở đây 54.000. Chi trả nợ cho quý 1 trong này người ta cho là chi trả nợ cho nhà cung cấp nguyên vật liệu với phương thức thanh toán là 70% trả ngay bằng tiền trong quý, 30% trả quý sau. Cho nên là mình sẽ 70% mình trả trong quý 1, và tiếp theo là 30% mình trả trong quý tiếp theo của cái tiền chi mua nguyên vật liệu. Thì như này là tương tự. Rồi đến tính lại thì mình phải chi trả cho quý 4 này, chỗ này là 70% mình trả trong quý trực tiếp, và sau đó mình phải trả, sẽ viết thêm ở đây cái phần còn phải trả là 30%. Phần này mình đã viết và bạn cân đối kế toán, các bạn sẽ thọc tổng chi rồi các bạn. Cái này là tính đơn giản rồi, các bạn có thể tải về file Excel mình để bên dưới rồi các bạn, về các bạn xem rồi các bạn sẽ hiểu thôi. Thì mình đến sẽ đi làm bảng dự toán chi phí nhân công trực tiếp. Thì mình sẽ dựa vào khối lượng cần sản xuất nhân cho định mức thời gian sản xuất. Ở đây định mức thời gian sản xuất người ta cho là 3 giờ lao động trực tiếp trên một sản phẩm. Cho nên mình sẽ lấy khối lượng sản phẩm cần sản xuất nhân cho 3 giờ trên một sản phẩm, nó chia ra tổng thời gian lao động trực tiếp tạo thành một sản phẩm là 54.000. Sau đó mình sẽ nhân với là đơn giá là 9.000 đồng trên một giờ một sản phẩm, nó sẽ tạo ra chi phí nhân công trực tiếp là 486 triệu. Và tiếp theo là mình sẽ đi tính bảng dự toán chi phí sản xuất chung. Thì để tính được tổng chi phí sản xuất chung thì mình có phải có biết được biến phí sản xuất chung và định phí sản xuất chung. Sau đó mình sẽ trừ ra cho cái khoản chi phí không được chi thì nó sẽ ra được chi phí sản xuất chung được chi. Trong đây người ta cho là biến phí sản xuất chung là bằng biến phí sản xuất chung tính bằng 40% biến phí trực tiếp, cho nên ở trên này mình còn phải tính được biến phí trực tiếp. Biến phí trực tiếp thì mình sẽ lấy từ biến phí trực tiếp nó sẽ bằng là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cộng với lại chi phí nhân công trực tiếp. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thì mình sẽ lấy từ bảng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Chi phí nhân công trực tiếp thì mình sẽ lấy từ bảng nhân công trực chi phí nhân công trực tiếp là 486.000, là 135.000. Đây, chi phí nhưng mà liệu trực tiếp như lúc nãy mình đã nói là mình đã tính thêm chỗ này để làm các bạn phía sau đó các bạn. Rồi sau đó mình sẽ tính được biến phí trực tiếp nó sẽ bằng nguyên vật liệu trực tiếp cộng với nhân công trực tiếp. Sau đó chi biến phí sản xuất chung nó sẽ bằng 40% của biến phí trực tiếp. Về định phí sản xuất chung, bây giờ mình còn về tính định phí sản xuất chung nè. Trong đề bài người ta cho định phí sản xuất chung của dự toán là 1 tỷ 305 triệu 660 ngàn đồng, trong đó khấu theo tài sản cố định là 1 tỷ 040 ngàn đồng. Đây, định phí sản xuất chung là 1 tỷ 305 ngàn 660 ngàn đồng, trong đó khấu heo tài sản cố định là 1 tỷ 040 ngàn đồng, còn lại gọi là mình tạm gọi là chi phí khác là 1 tỷ 265 ngàn 660. Thì các bạn đã biết thì chi phí cố định là nó cố định ở trong cái quý rồi, cho nên mình chỉ lấy mấy cái số đó mình chia đều cho 4 quý thôi là sẽ ra cho từng quý. Sau đó mình sẽ biết được tính định phí sản xuất chung nè. Sau đó là lấy tổng tìm tổng chi phí sản xuất chung nó sẽ bằng là biến phí cộng với định phí. Sau đó mình trừ cho cái chi phí không thực chi. Chi phí không thực chi dưới đây chính là khấu hao, là sẽ ra được chi phí thực chi. Bảng tiếp theo là mình sẽ đi làm bảng dự toán chi phí bán hàng. Bảng dự toán bán hàng thì mình cũng tính tương tự như bảng dự toán chi phí sản xuất chung mà lúc nãy mình đã tính đó. Thì nó gồm có phần là biến phí và định phí và tổng chi phí, sau đó trừ ra các khẩu chi phí và cộng với chi thêm sẽ ra được chi phí thực chi. Ở đây biến phí bán hàng sẽ bằng khối lượng sản phẩm, biến phí bán hàng sẽ bằng khối lượng sản phẩm tiêu thụ nhân với lại định mức biến phí bán hàng. Khối lượng sản phẩm tiêu thụ là 15.000, 20, 25, 30 mà đề bài đã cho.
mức biểu phí bán hàng trong đề người ta cho là 2.000 đồng trên một sản phẩm mà nhân cho 2 sẽ được miễn phí bán hàng. Và tiếp theo mình sẽ đi tính phần định phí bán hàng. Trong phần dự toán định phí bán hàng thì có tiền lương là 60.000, chi phí khấu hao là 20.000, chi phí quảng cáo sẽ trả chi bằng tiền mặt trong quý 2 là 36.000, vậy được phân bổ làm 3 quý. Đây tiền lương là 60.000. Chi phí khấu hao tài sản cố định là 20.000, chi phí quảng cáo là 36.000, bắt đầu chi từ quý 2 và phân bổ làm 3 quý. Sau đó sẽ tính được tổng định phí. Và sau đó sẽ tính được tổng chi phí bán hàng sẽ bằng biến phí cộng với lại định phí. Sau đó trừ cho chi phí không thực chi chính là tài sản cố định và quảng cáo là chi phí không thực chi. Trong này thì mình đã có chi thêm 36 triệu tiền quảng cáo ở quý 2 cho nên phải cộng thêm với lại chi phí chi thêm này vào sẽ tính ra được chi phí bán hàng thực chi. Về tiếp tục mình sẽ làm bảng 7 bảng dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp. Nó cũng tương tự như hai bảng lúc trước mình đã làm. Cũng có tổng chi phí quản lý doanh nghiệp, định phí, biến phí và chi phí quản lý doanh nghiệp thực chi. Thì biến phí quản lý doanh nghiệp nó sẽ bằng là 2% của biến phí trực tiếp. Và định phí quản lý doanh nghiệp thì mình sẽ dựa vào trong phần đề bài người ta đã cho. Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp là tiền lương 42.000, khấu hao là 24.000. Cuối năm sẽ tiến hành sửa chữa lớn tài sản cố định với chi phí là 8.000. Và sửa chữa lớn sẽ được trích trong quý 4. Đây, chi phí tiền lương 42.000, khấu hao 24.000 và chi phí sửa chữa lớn là 8.000. Sẽ tính được tổng chi phí bằng định phí cộng với biến phí. Và trừ cho chi phí không thực chi là chi phí khấu hao tài sản cố định và chi phí sửa chữa lớn. Chi phí sửa chữa lớn sẽ được trích trong quý 4 là 8.000 là khấu chi thêm. Sau đó mình sẽ tính được chi phí quản lý doanh nghiệp thực chi là bằng tổng chi phí trừ cho chi phí không thực chi cộng cho chi phí chi thêm. Trong bảng báo cáo kết quả kinh doanh thì mình sẽ lấy tổng doanh thu trừ trong bảng dự toán tiêu thụ và giá vốn hàng bán thì mình sẽ tính như sau. Giá vốn hàng bán thì mình sẽ phải tính được chi phí sản xuất đơn vị. Để tạo ra một sản phẩm đó thì họ sẽ mất hết chi phí sản xuất đơn vị là bao nhiêu. Thì chi phí sản xuất đơn vị sẽ bằng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là bằng 7.500 đồng, cộng với lại là chi phí nhân công trực tiếp là 27.000, cộng với lại là chi phí cộng lại là biến phí sản xuất chung và định phí sản xuất chung, đó chính là chi phí sản xuất chung đó. Là biến phí sản xuất chung là 40% của biến phí trực tiếp. Và giá vốn không bán sẽ bằng chi phí sản xuất đơn vị là 62,4 nhân bảng dự toán tiêu thụ, đây là khối lượng sản phẩm cần sản xuất sẽ ra là bằng 936.000 và tương tự. Sau đó sẽ tính lãi gộp là bằng tổng doanh thu cộng với lại giá vốn hàng bán. Mình sẽ kéo qua. Mình sẽ là trừ lãi gộp là doanh thu trừ giá vốn hàng bán và sau đó mình sẽ kéo ngang qua và sau đó là chi phí bán hàng. Mình sẽ lấy từ bảng dự toán chi phí bán hàng. Đây là chi phí bán hàng 50.000. Về chi phí quản lý doanh nghiệp, mình sẽ lấy từ bảng chi phí quản lý doanh nghiệp. Tổng chi phí của nó là 30.920, mình sẽ kéo ngang qua. Phần lãi thuần sẽ bằng lãi gộp trừ cho chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Và rồi bắt đầu mình sẽ tính một phần rất là quan trọng là lãi vay. Lãi vay là chi phí lãi vay là 12% một năm, mình sẽ tính ở quý 1. Cho nên mình sẽ lấy 12% mình chia cho 4 là sẽ ra được cái quý 1. Một năm là 12% mình sẽ chia cho 4 quý sẽ được lãi vay của một quý. Về mình nhân cho số tiền vay 200.000 vay ngắn hạn ở đầu năm, năm x mà mình đã vay trong bảng cân đối kế toán năm x mà người ta đã cho mình đó, 200.000
và mình sẽ tính được 200 ngàn, 6 ngàn. Sau đó mình sẽ tính được lợi nhuận trước thuế là bằng lãi thuần trừ cho lãi vay. Thuế thu nhập doanh nghiệp là bằng 28%, và đề bài người ta đã cho mình rồi. 28% của lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế là bằng lợi nhuận trước thuế trừ cho thuế thu nhập doanh nghiệp. Lãi cổ đông, đây là lợi nhuận lãi cổ đông là mình sẽ dựa vào vốn cổ phần 2 tỷ 500 triệu, mình sẽ tính ra là 12% của 2 tỷ 500 triệu đó. Vậy mình sẽ chia cho 4 là mình sẽ ra được lãi cổ đông của từng quý. Đây, các bạn đợi mình một xíu nha. Rồi bên này mình sẽ là 2 tỷ 500 triệu, mình sẽ viết vào đây. Mình sẽ lấy 12% của 2 tỷ 500 triệu đó là ra cho cả năm, và mình sau đó mình sẽ chia cho 4 là sẽ ra lãi cổ đông của từng quý. Ở đây mình sẽ cố định lại để mình kéo đi cho nó dễ. Và sau đó là lợi nhuận để lại sẽ bằng lợi nhuận sau thuế trừ lãi cổ đông.
mình sẽ làm bảng cuối cùng là bảng cân đối kế toán. Rồi bảng này gồm có phần tài sản và nguồn vốn. Tài sản có số liệu đầu năm và cái số liệu cuối năm. Số liệu đầu năm mình sẽ lấy trong bảng cân đối kế toán và đề bài để cho. Số liệu cuối năm thì mình sẽ lấy như sau: tiền mặt. Tiền mặt sẽ lấy trong bảng dự toán tiền 681.634.000. Các khoản phải thu mình sẽ lấy trong bảng dự toán tiêu thụ 720.000. Nguyên giá nguyên vật liệu mình sẽ lấy trong bảng chi phí nguyên vật liệu, là gồm khối lượng nguyên vật liệu tồn của kỳ nhân cho đơn giá mua nguyên vật liệu. Thành phẩm mình sẽ lấy dựa vào bảng dự toán sản xuất khối lượng nguyên vật liệu tồn của kỳ nhân cho đơn giá nhân cho chi phí sản xuất đơn vị. Chi phí sản xuất đơn vị ở đây nó sẽ bằng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cộng với chi phí nhân công trực tiếp cộng với chi phí sản xuất chung, thì nó sẽ ra kết quả là bằng 62,4. Mà ra mình nhân nhân 62,4 kết quả sẽ bằng 224.640.000. Sau đó mình sẽ tính tổng tài sản ngắn hạn. Về tiếp theo sẽ bằng nguyên giá. Nguyên giá sẽ bằng nguyên giá đầu năm cộng với phần chi mua tài sản cố định trong bảng dự toán tiền. Và hao mòn tài sản cố định sẽ bằng hao mòn tài sản đầu kỳ cộng với lại hao mòn khấu cộng với lại khấu hao trong bảng dự toán chi phí sản xuất cộng với lại khấu hao trong bảng chi phí bán hàng cộng với lại khấu hao trong bảng dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp. Về tổng tài sản gia hạn nó sẽ bằng nguyên giá trừ cho hao mòn tài sản cố định. Sau đó sẽ tính tổng tài sản sẽ bằng tài sản ngắn hạn cộng tài sản dài hạn. Nợ phải trả ở đây là có vay ngắn hạn. Vay ngắn hạn vay ngắn hạn mình sẽ dựa vào bảng dự toán tiền. Ở đây mình là vay ngân hàng là 210 triệu 710 ngàn. Mình sẽ trừ cho cái số tiền vay ngắn hạn đầu năm và phải trả người bán. Ở đây mình sẽ lấy từ bảng chi phí mua nguyên vật liệu mình phải trả là 60.790.000. Sau đó sẽ tính tổng. Và tiếp theo phần vốn cổ phần là không đổi. Số đầu năm và số cuối năm giống nhau. Lợi nhuận để lại là bằng lợi nhuận đầu năm cộng với phần lợi nhuận để lại trong bảng báo cáo kết quả kinh doanh và tính tổng được phần vốn chủ sở hữu. Về tổng tài sản, rồi các bạn có thể thấy tổng tài sản là bằng tổng nguồn vốn. Rồi như vậy là đến đây là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn làm mà hoàn thành một bài toán kế toán quản trị. Chúc các bạn thành công.